Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, mà thường hành Pháp không quên mất, thường hành tánh luôn luôn xả, thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, thường hành tất cả Pháp môn đả la ni, thường hành tất cả Pháp môn tam ma địa, thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế mà thường hành trí nhất thiết thường hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì được chư phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành bố thí ba la mật đa thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm? Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành pháp không nội thì được chư Phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được? Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành chân như thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành thánh đế khổ thì được chư Phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành thánh đế tập diệt đạo thì được chư Phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành bốn tịnh lự thì được chư Phật quá khứ vị lai, hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì được chư Phật quá khứ vị lai, hiện tại hộ niệm? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành tám giải thoát thì được chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại hộ niệm? Tại sao khi hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ thì được chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại hộ niệm? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, tại sao khi hành bốn niệm trụ thì được chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại hộ niệm? tại sao khi hành bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thì được chư Phật quá khứ vị la hiện tại hộ niệm